bay quốc tế Kansai dự định là 4 giờ 45 phút. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, American Sky Team Airlines, Captain Quang Văn Nguyên, Translator of Lumina Crew Members, would like to welcome you on board our plane 787. From Ho Chi Minh City to Osaka, our estimated flight time to Kansai International Airport is 4 hours and 45 minutes. Thank you and general flight. Condition cabin and galley takeoff. Thưa quý khách, chúng tôi sẽ giảm ánh sáng trên máy bay để cất cánh. Quý khách có thể sử dụng công tắc đèn đọc sách khu vực ghế ngồi. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, the Kutimin Comlite for takeoff. The ring of button is in the seat area. Thank you.4時間45分4時間45分を予定いたしております。
on behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Wang Nguyen.